chào các bạn, mình tên là Mai Anh. Hôm nay mình quyết định đến bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam để chỉnh sửa kiếp mũi của mình. Các bạn hãy cùng theo dõi hành trình sửa mũi của mình nha. Làm thì ta chỉnh hai phần xương nền và cái dáng mũi của em nó thành tốt. Đó. À, bác thạc sĩ vừa thăm khám cho mình thì hiện tại cái mũi của mình thì cũng khá là khó xử lý. Bác sĩ có tư vấn cho mình thực hiện nâng mũi cấu trúc 4D thì phương pháp đó sẽ tái cấu trúc lại mũi của mình. Mình cũng khá là lo lắng, nhưng bác sĩ có giả lập cho mình xem mũi của mình bằng phần mềm 3D thì mình khá là hài lòng. Thì bây giờ sắp vào phòng mổ rồi thì mình cũng có hơi lo lắng. Thì hai cái mắt của mình nó hơi sát nhau. Thì khi mình nâng cao mình sợ là nó sẽ bị sức nặng như này. Thì bác sĩ có chấn an mình cũng làm cao vừa phần trên đỉnh mũi thì mình thấy khá là yên tâm. Em thấy khá là hài lòng của hồi hộp. Không biết là sau khi tháo nẹp mũi ra thì có được em mũi như ưng ý, như mình mong muốn hay không. Nên là em mong chờ 10 ngày sau em sẽ tháo nẹp mũi cắt chỉ. Khi mà mình đến đây thì bác sĩ rất là nhẹ nhàng, mọi người thăm khám đến mình rất là nhiệt tình nên mình cảm thấy rất là dễ chịu. Xin chào mọi người, hôm nay là ngày thứ 3, mình đến để rút ống và hút dịch. Thì sau khi rút ống ra thì mình cảm thấy rất là dễ chịu. Thì trước đó thì vì có đeo ống vào mũi nên là mình cảm thấy rất là khó thở. Thì mình toàn thở bằng miệng thôi. Thì sau khi rút ống ra thì mình cảm thấy rất là thoải mái. Thì vì có uống thuốc giảm đau nên là mình cảm thấy không có đau những ngày qua. Hiện tại thì đang còn đi gạt nên là mình chưa thấy được cái dáng mũi của mình rõ lắm. Thì mình hy vọng là sau khi tháo gạt ra thì nó sẽ đẹp. Chỉ có ăn uống được. Mình ăn được ít hơn bình thường. Cố gắng ăn uống nghỉ ngơi nha mình nha. Mình uống nhiều nước vào đi. Cái này thì về thì để xem là của mình rất là ngạc nhiên. Ai cũng nói là mình thay đổi rất là nhiều và hỏi mình làm ở đâu. Thì mũi của mình thì mình cảm thấy là vì nó rất là hài hòa với gương mặt. Ba mẹ của mình nói có thay đổi rất là nhiều. Mình cảm ơn bác sĩ và bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam đã nâng mũi cho mình. Thay
thay đổi là thay đổi diện mạo của mình.